và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức trong ngày hôm nay. Bị Nhã Phương hỏi vừa lùng vừa xấu sao lại lấy được vợ đẹp, Trường Giang đáp lại một câu rất xoáy. Nhiều khán giả cho rằng Trường Giang đang mượn tình huống đóng quảng cáo với Nhã Phương để nhắc những người đang bình luận không hay và thắc mắc những câu vô duyên về vợ chồng anh. Vừa qua trên kênh YouTube Hậu Trường Thần Tượng Channel đăng tải một clip quay lại cảnh Hậu Trường đóng quảng cáo của vợ chồng Trường Giang Nhã Phương. Trong clip, Trường Giang vào lại vai Mười Khó kinh điển từng làm nên thương hiệu cho anh. Theo đó, anh để râu, đội mũ, mặc áo Servin, đi dép tổ ong, y chang hình ảnh từng làm mưa gió trên sân khấu hài cách đây nhiều năm. Theo kịch bản quay, Trường Giang vừa bước xuống khỏi ô tô, thì Nhã Phương trong vai phóng viên báo chí chạy tới hỏi: "Anh Trường Giang ơi, nhiều dân mạng thắc mắc anh vừa lùn vừa xấu, sao lại lấy được vợ đẹp, chinh phục được trái tim một người phụ nữ xinh đẹp, anh có bí quyết gì?" Trường Giang hỏi lại, dân mạng hỏi hay cô hỏi. Nhã Phương vui vẻ đáp cả hai. Sau phân cảnh này, Trường Giang có nhắc Nhã Phương trong hậu trường, lần sau bớt hỏi những câu vô duyên lại đi. Thấy Minh Khang, Thúy Hạnh không, ông chồng xấu hoắc mà lấy được bà vợ đẹp lung linh quá đẹp, đó là chuyện người ta yêu nhau hỏi làm gì, vô duyên lắm. Sau đó Trường Giang nhìn màu váy quay nói với công chúng: "Tôi ít khi chia sẻ với báo chí lắm, mỗi khi tôi trả lời phỏng vấn đều có lý do. Sẽ có một ngày tôi làm một buổi tiệc, mọi người cứ đến ăn tiệc rồi tôi sẽ chia sẻ lý do vì sao tôi lấy được vợ đẹp, mọi thứ đều có lý do của nó cả." Nhiều khán giả cho rằng Trường Giang đang mượn tình huống đóng quảng cáo với Nhã Phương để nhắc những người đang bình luận không hay và thắc mắc những câu vô duyên về vợ chồng anh. Vì thế mới có chuyện Trường Giang hai lần nhắc lại từ vô duyên và thông báo sẽ chia sẻ về câu hỏi mà mọi người thắc mắc. Trên thực tế, rất nhiều cư dân mạng từng thắc mắc bình luận những câu có nội dung tương tự như Nhã Phương hỏi Trường Giang. Trong hậu trường, Trường Giang luôn ân cần quan tâm chăm sóc Nhã Phương, hai vợ chồng rất tình cảm với nhau. Nhiều khán giả còn phát hiện chiếc áo Nhã Phương đang mặc là của Trường Giang mặc trong chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Không những vậy, Trường Giang còn thể hiện năng lực của mình khi tham gia đóng góp ý kiến về cảnh quay với đạo diễn. Mỗi khi diễn xong, anh thường chăm chú xem lại phân cảnh vừa quay được.